Tiếp theo đó là smart prediction, tôi nghĩ tôi cực thông minh. Thì cái lệnh này nó là thực ra nó là một lệnh gọt, có những cái lệnh như horizontal, vertical, circular, angular, parallel. Như đây gọi lệnh thì bạn vào một routing và một dimension, tôi chọn smart dimension. Để ghi cái thước và đường tròn thì bạn chọn và đường tròn hay vuông tròn, bạn cứ chọn và đường tròn thôi. Rồi khi mình nó hiện ra cái giá trị ghi theo đường kính, mình chọn hay máy tính này. Và tương tự bạn muốn ghi cái thước theo đầu thẳng thì bạn hãy chọn theo hai điểm và thì tùy theo cách bạn rê chuột mà nó sẽ quyết định mình nó sẽ ghi thước theo phương parallel, phương đứng, phương ngang, đứng. Cũng tương tự như vậy, cái thước ghi theo góc mà mình chọn là thôi. Thì ngoài đó thì cái lệnh này mình còn có thể cho phép, ví dụ như bạn thấy cái thước này nó bị sai, cái gì sai vị trí hay gì đó chưa phù hợp, thì bạn có thể dùng đang dùng trong lệnh đó, bạn chọn vào cái thước để bạn thực hiện di chuyển. Đến vị trí phù hợp đó. Trong quá trình mà bạn chọn vào cái kích thước đó thì bạn có thể sửa được những cái thông số như về test, phong chữ, chiều cao. Thì đấy là lệnh smart dimension.